bà mới thương bà à, Lâm Đồng anh xách xe vô anh chở con bắt mấy con bò anh xách xe anh chở ơi quay ông chú này luôn bắt cho con nó bắt rồi cho bà ơi bây giờ ông đang lên bò nè đó anh thấy không rồi rồi một mình không có nó hồi mình ngóng thôi chứ làm sao lên đó đẩy lên quá trời mấy con bòi pin luôn mà đi đó không chứ tôi không chơi gì chạy đó không 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 có đâu đó 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 đẩy lên đẩy lên đó đẩy lên chú đó 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 đẩy lên không phải đó đẩy lên đẩy đẩy lên đó đẩy lên luôn mày à mày lên con lên đi về ổng cưng mày từng con ý về ngoài ăn đầy đủ mày ở đây đâu qua đó phải không? Ừ. Về Lâm Đồng á, mình lên đèo rồi lên núi. Đó đó đó, đó anh phụ đẩy lên ra đây ra sau anh. Đừng lên quá, đừng lên. Không có chuyện kia. Quá. Vô phương không có lên đổ nổi đâu cục xác luôn á cục xác luôn á sao ờ cục xác mẹ ra chân hồi ảnh sang qua ờ cục xác vô đó đi cho mình dễ dẫn dẫn rồi tới em dây xe vô bắt luôn qua đi để em chạy ra em kiếm dịch em đậu nó đóng được ừ ờ ừ, ra ngoài một chúng dịch đợi à chúng đợi hồi á ờ ừ, anh đi một lần được rồi ngồi sang có nó phụ qua đi chứ hồi ngắm mà không nổi đâu chết luôn á ờ để em chết lùi đít đi Lâm Đồng vô lựa bò quá đó trời ơi bò nó lên ngon không ngon hen được được vậy em Đồng đó 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 ngon lên đúng đúng ờ ngon hay ghê không hello các bạn mấy bạn mình dân Lâm Đồng đó dân Lâm Đồng dân Lâm Đồng anh dân Lâm Đồng ờ anh về nuôi chơi vậy anh bắt một lần rồi vậy giờ anh nuôi đạt không xuống bắt nữa nè anh xách xe tự xuống chở luôn quay lại mang Lâm Đồng anh nhìn tôi rồi mới tin. Ờ. Mọi cực kỳ luôn thiệt chứ. Con nào nữa? Con nào nữa? Con nào luôn? Trời nhất định chứ dễ con à. Con nào cũng giống bội ta. Ừ, con nào cũng giống bò không giống trâu cũng nào thôi. Hết biết không? Hai ông xách xe đi du lịch từ hồi sáng giờ. Có đâu ra kêu ông tư gọi em quay lại đó thôi. Ừ. Chứ đi du lịch ở đâu? Năm đi làm nữa. Đi thì đi du lịch tham khảo từ sáng giờ rồi. Cái gì? Còn cùng nhau làm gì? Ừ, cùng gọi quay biết. Như vậy gì trơn á nha alo
mai. Con này dắt dĩa lên nè. Nó thấy bò đang đó rồi, dĩa lại dính à. Ngon lạnh ha. Đây mấy con bò ngon ghê. Rồi đúng đó xe. Còn mình không hiện gì nha. Chứ gì sư xe nào này? Đúng rồi, lú ở ngoài sao? Lú ngoài. Đâu đút vô được không? Rồi đụng cái chiếc nữa. Đập bể đầu á. Ừ đập bể đầu á.
Hồi nãy nó cột rồi sao, nó không cột rồi sao thế mà. Không cột sao là chết cái đầu. Ừ, chết cái đầu luôn á. Rồi kéo qua. Dưới đầu ạ. Dưới này. Nhích qua được không ta? Em bẻ lái phát được. Nhích gan chốt anh nhích xe anh á. Em bẻ lái phát được. Bẻ cái cho nó sập xuống. Nó lọt xuống đó mấy em. Để tôi kéo. Anh kéo sau lên cái. Ờ, để kéo lên. Sao kéo nổi? Không. Tay nha. Rồi. Đó ngon rồi nha. Ngon, 49 thật à. 5 đồng thật nè. Ờ 5 đồng thật nha. Cái này 5 đồng thật. Phải 5 đồng giả. Bởi giống mới lạnh vô à. Lấy tiền gấp. Nắng chưa? Về. Mình vô đứng đây chịu không nổi. Hôm nay nắng quá trời nắng luôn. Đang chạy là chịu không nổi thiệt cái chứ. Nằm chết luôn, vô đây chết. Cho nó đi lên đi. Khuyến mãi cho anh lên mẹ hết rồi đi. Rồi cắt cỏ. Bỏ lại. À, bỏ đi. Bỏ thư chở không hả? Bỏ thư chở cho nó. Thôi mà anh chở ngoài nặng sao quá. Cho gì đâu. Quá rồi sao.